Lợi dụng dịch Covid-19, một thanh niên ém nửa ký ma túy vào gói khô gà đi bán. Khai thác nhanh, Khánh thừa nhận tăng vật ém bên trong gói khô gà là ma túy tổng hợp do Khánh mua từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán lại cho các đối tượng nghiện khác. Ngày 11 tháng 8, tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau cho biết qua công tác nắm tình hình, biết được các đối tượng tội phạm sẽ lợi dụng dịch bệnh COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện hành vi mua bán. Vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh Cà Mau thông qua cửa ngõ đầu vào là thành phố Cà Mau. Do đó, tối ngày 10 tháng 8, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, bắt quả tang một đối tượng Lý Duy Khánh, sinh năm 1996, ngụ xã Tân Thành, đang mua bán trái phép chất ma túy vào tối ngày 10 tháng 8. Kiểm tra gói hàng của Khánh mang theo trên người, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong bầy bọc khô cả được ém thêm 7 bịch ni lon có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy. Có trọng lượng khoảng nửa ký, cùng một số tăng vật khác. Khai thác nhanh, Khánh thừa nhận tăng vật trên là ma túy tổng hợp do Khánh mua từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán lại cho các đối tượng nghiện khác. Trên đường đi bán, Khánh đã bị bắt giữ test nhanh, Khánh Dương tính với chất ma túy. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.